Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, dự lễ truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thiếu tướng Lê Văn Tẩu. Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vòng chung kết hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ 6. Phù cư, nhiều trường mầm non thiếu và xuống cấp. Xe quá tải vẫn chạy trên nhiều tuyến đường tại huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động long trọng tổ chức lễ vinh danh, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí thiếu tướng Lê Văn Tẩu, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần Bộ Công an. Dự buổi lễ có thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy Kim Động và thân nhân gia đình đồng chí Lê Văn Tẩu. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Tẩu luôn nêu cao bản chất anh hùng cách mạng, vượt lên khó khăn gian khổ, lập nhiều thành tích chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại quê hương Hương Yên, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần đưa phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Quá trình được điều về tỉnh đội Hưng Yên công tác, đồng chí đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau như đội trưởng công an xung phong các huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang, Kim Động. Năm 1954, đồng chí được bổ nhiệm phó trưởng ty công an Hưng Yên phụ trách bảo vệ chính trị và nội bộ. Thời kỳ hòa bình xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước, đồng chí có nhiều công lao, đóng góp đối với công tác hậu cần, kỹ thuật công an nhân dân. Đồng chí là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, nội dung như sau. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, việc sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương một số cấp ủy chính quyền cấp xã còn buông lỏng quản lý tự ý giao đất cho thuê thầu trái quy định còn nhiều tổ chức sử dụng đất kém hiệu quả tự ý cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định chậm xử lý xử lý không kiên quyết hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi nhiều hộ gia đình cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng các công trình trái phép đào vượt lập làm biến dạng bề mặt đất nông nghiệp nhất là đối với phần diện tích tiếp giáp với trục đường giao thông vừa mới xây dựng và diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sau đây gọi là giấy chứng nhận, chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, mới cấp được 86,3% đất sản xuất nông nghiệp, 54,2% đất ở, 52,58% đất của các tổ chức tôn giáo. Công tác đo đạc, lập bản đồ Địa chính mới được 73,28% diện tích và cơ sở dữ liệu đất đai chưa được cập nhật thường xuyên đầy đủ. Việc giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục những yếu kém ngăn chặn chấm dứt tình trạng nêu trên và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong điều kiện hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Nghiêm cấm việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Không được tự ý đào đắp xây dựng nhà ở và các công trình trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật hoặc làm ảnh hưởng đến lớp đất canh tác và biến dạng mặt đất. Trường hợp có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải tuân thủ theo đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và theo quy định của pháp luật. 2. Xử lý nghiêm chính quyền ở những nơi buông lỏng quản lý đất đai để phát sinh tình trạng bán đất, cấp đất trái phép để tổ chức hộ gia đình cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất hành lang các công trình giao thông thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải kiên quyết thao dỡ những công trình xây dựng trái phép trên đất trồng lúa, đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đường điện. 3. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, trong đó tập trung cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, cơ quan hành chính, đất ở, và hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau dồn thừa đổi ruộng để đảm bảo thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đề xuất cơ chế xử lý cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp bán đất cho thuê đất trái thẩm quyền, đất sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, về hạn mức đất ở. 4. Chủ động và tích cực thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch sử dụng đất và các dự án đầu tư được duyệt theo quy định đề mạnh cải cách hành chính, nghiêm cấm mọi biểu hiện gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục đất đai, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. 5. Trách nhiệm của các sở ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thành phố. A. À, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, đặc biệt phải quản lý chặt chẽ đất công ích và đất sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để phát sinh tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, giao, cho thuê, thầu đất trái quy định, bán đất cấp đất, lấn chiếm đất hành lang các công trình giao thông thủy lợi, xây dựng nhà ở công trình trái phép trên đất nông nghiệp chủ trì phối hợp với sở tài nguyên và môi trường giả soát các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép giao cho thuê thầu đất chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý theo quy định b sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành và các huyện thành phố tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đặc biệt là những điểm mới của luật đất đai 2013 để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng đất trong quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, các tổ chức đang sử dụng đất phi nông nghiệp, đất ở và hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho các hộ gia đình cá nhân sau dồn thừa đổi ruộng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định xử lý cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp bán đất trái thẩm quyền, đất sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất để nhanh việc triển khai dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân của bốn huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào Ân Thi chưa thực hiện dự án Vilap. C. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt hành lang bảo vệ các công trình giao thông, không để xây dựng mới các công trình và tái lấn chiếm trên đất hành lang giao thông, đặc biệt là hành lang đường giao thông đã được giải phóng mặt bằng, tổ chức giả soát các công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông, đường gom công nghiệp trên quốc lộ 5, 38, 39 và đề xuất phương án xử lý. D. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, không để xây dựng mới các công trình và tái lấn chiếm trên đất hành lang công trình thủy lợi. E. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố kiểm tra giả soát các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, các dự án đầu tư không hiệu quả, đề xuất gia hạn thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. G. Sở xây dựng Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng nhất là việc cấp phép xây dựng công trình của các tổ chức được nhà nước giao đất cho thuê đất, tổ chức thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm, các công trình xây dựng trái phép kiên quyết yêu cầu tháo rỡ các công trình xây dựng vi phạm. H. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí đáp ứng yêu cầu cho việc lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng sử dụng đất của tỉnh và cấp huyện, dự án đo đạc cấp giấy chứng nhận xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của bốn huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Ân Thi. Công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, kinh phí giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư từ nguồn quỹ phát triển đất. Y. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh báo Hương Yên tăng thời lượng phát tin bài tuyên truyền luật đất đai, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng đất trong quản lý và sử dụng. Yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị này. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị đến các xã phường thị trấn, giao sở tài nguyên và môi trường hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện theo dõi kiểm tra và định kỳ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chỉ thị này thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch nguyễn văn phóng đã ký Hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 18, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức vòng chung kết hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ 6 năm 2016. Đến dự có các đồng chí trong ban Thường vụ tỉnh ủy, Đỗ Xuân Tuyên, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tham gia vòng chung kết hội thi an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, có 5 đội là công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện thành phố đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại là công ty cổ phần tập đoàn Marap, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên, công ty điện lực Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Can Style Alpha Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. Các thí sinh trải qua 3 phần thi là chào hỏi và trả lời câu hỏi lý thuyết, thực hành băng bó cứu thương và thi năng khiếu. Kết thúc buổi thi, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho đội công ty Đề lực Hưng Yên, giải nhất cho đội công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam, giải nhì cho đội công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Năm 2015, theo kết quả thanh tra liên ngành cho thấy, điều kiện lao động của người lao động trong các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang dần được cải thiện hầu hết các đơn vị đã quan tâm đầu tư hàng trăm triệu đồng để thay đổi thiết bị máy móc phương tiện cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn việc khám sức khỏe định kỳ lập hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động được các tổ chức doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định qua đó đã hạn chế tối đa tình trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp giảm bớt tiêu hao sức lực đảm bảo sức khỏe cho người lao động tăng năng suất lao động những đơn vị làm tốt như tổng công ty may hương yên công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoya Glass League Việt Nam 2. Hầu hết các xã trên địa bàn huyện Ân Thi đều đã xây dựng hố rác tập trung. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định vẫn xảy ra thường xuyên và có chiều hướng gia tăng. Tại một số xã, Đào Dương, Quang Vinh, Vân Du, tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn ngang nhiên xảy ra. Các loại rác thải vứt tràn lan ra đường. Dù đã có hô rác tập trung ngay bên cạnh đó, rác thải không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống mà còn cản trở người dân khi tham gia giao thông. Thay đổi thói quen sinh hoạt là một việc làm không dễ. Vì thế, đòi hỏi phải có quyết tâm của chính quyền đoàn thể ở cơ sở và ý thức cao của mọi người dân thì mới giảm được tình trạng vứt rác tràn lan không đúng nơi quy định. Khai thác những lợi thế về vị trí địa lý và nguồn nhân lực dồi dào những năm gần đây, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm luôn đề mạnh phát triển các ngành nghề công nghiệp và thương mại dịch vụ. Xã Minh Hải có trên 200 hộ tham gia sản xuất công nghiệp và dịch vụ, chủ yếu là các ngành nghề xây dựng, kinh doanh vận tải, may mặc, cơ khí. Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có 8 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động sản xuất. Trong năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn xã đạt 111 tỷ đồng, chiếm gần 67% trong cơ cấu kinh tế của xã phát triển các ngành nghề thủ thục công nghiệp và dịch vụ không chỉ giúp người dân giảm nghèo phát triển kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương đồng thời cũng đòi hỏi chính quyền doanh nghiệp và nhân dân địa phương phải chung tay giữ gìn môi trường phát triển bền vững từ khi được chuyển từ bán công sang công lập nhiều trường mầm non ở huyện phù cử đã được đầu tư xây mới và sửa chữa nhiều phòng học tuy nhiên hiện vẫn còn không ít trường học đang xuống cấp thiếu phòng học Trường mầm non xã Tam Đa có 3 điểm trường, trong đó có một điểm trường mượn của trường tiểu học. Tất cả đều được xây dựng từ năm 1962, đã cũ kỹ và chật trội. Cơn bão năm 2014 đã làm tốc mái một bếp ăn, một phòng học, làm dụng cụ và máy tính của các cháu bị hỏng. Khi phòng học còn chưa đảm bảo thì công trình nhập vệ sinh cũng ít được quan tâm nếu như quy định 10 cháu có một bệ vệ sinh thì ở đây cả điểm trường với 4 nhóm lớp chỉ có hai nhà vệ sinh. Các cô giáo trong ban giám hiệu cũng phải mượn một nhà dân làm khu văn phòng. Ở những ngày mưa thì giáo viên rất là lo lắng, nhất là không đảm bảo cái chương trình dạy cho các cháu. Thứ hai nữa là các cháu đi lại thì cũng không may thì bị trơn ngã, thế nên là nhà trường rất lo nhưng mà cũng trước mắt thì cũng À, chỉ có biết đề nghị các cấp là quan tâm thế nhưng mà chưa thể là khắc phục được những cái khó khăn này nên do vậy là những ngày mưa thì các cháu là phải dồn vào các cái phòng nó đỡ rột còn đa số là các phòng là bị nứt rột bị xuống cấp rất nhiều. So với trường mầm non xã Tam Đa, cơ sở vật chất của trường mầm non xã Tống Trân có khá hơn nhưng đây lại đang là điểm nóng về tình trạng thiếu phòng học dẫn đến quá tải học sinh và thiếu giáo viên. Hiện trường có trên 500 cháu nhưng chỉ có 12 nhóm lớp, thiếu 7 phòng theo quy định. Nhóm lớp từ 18 đến 36 tháng tuổi có đến 54 cháu, trong khi điều lệ trường mầm non chỉ cho phép 20 cháu một lớp. Trường mầm non xã Tống Trân cũng là trường duy nhất của huyện có bếp ăn riêng. Tuy nhiên, bếp ăn chỉ đáp ứng được 100 cháu, trong khi số trẻ ở đây là 175 cháu. Các cô giáo cũng suốt ngày lo lắng bởi vì là Bây giờ cái áp lực công việc đến trường thì các cháu đông như vậy thế mà này không những chăm sóc giáo dục mà còn phải nuôi dưỡng tức là cho các cháu ăn đấy. Mấy tháng gần đây này trường đã không, không, nhận những cháu nhỏ mà chỉ nhận những cháu ở trong độ tuổi từ 24 đến 36 tháng để đảm bảo sự an toàn cho các cháu ở trường. Thứ hai đảm bảo cái, cái sức khỏe cho các cô giáo. Bởi vì là một nhóm bây giờ đã lên 54 cháu rồi mà có hai cô thì không thể đảm nhiệm được cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng tốt được. Theo thống kê từ phòng giáo dục huyện phù cử, hiện khối mầm non toàn huyện vẫn còn 22 phòng học tạm và hai phòng học nhờ. Nhiều trường chỉ đáp ứng đủ số trang thiết bị dạy học cho nhóm trẻ 5 tuổi, còn các nhóm trẻ khác chỉ đáp ứng khoảng 40 đến 50%. Thực tế này cần sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội để tạo điều kiện cho các trẻ trong toàn huyện đều có quyền được đến lớp và thụ hưởng một môi trường giáo dục toàn diện ở bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh việc giữ nguyên một số điểm trong kỳ thi Trung Quốc gia Trung học phổ thông như năm trước thì năm 2016 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một số thay đổi nhằm giúp các em học sinh ổn định tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng kiến thức trước khi bước vào kỳ thi. Trường Trung học phổ thông Hương Yên đã đề ra một số biện pháp. Cũng như năm trước, kỳ thi Trung Trung học phổ thông năm nay thí sinh vẫn thi 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ và đăng ký thi một môn tự chọn gồm lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học và sinh học. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở kỳ thi Trung Quốc gia năm 2016 là tổ chức thi ngay trên địa bàn tỉnh. Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành đào tạo, các trường đại học cao đẳng sau khi biết điểm thi. Năm học này, trường Trung học phổ thông Hưng Yên có trên 400 học sinh lớp 12. Để các em học sinh sẵn sàng tâm lý, nắm vững kiến thức trước khi bước vào kỳ thi, ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, Ban giám hiệu nhà trường đã chuẩn bị tài liệu ôn thi tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất tổ chức phân loại học lực, ban thi để tổ chức ôn thi cho phù hợp với năng lực của từng học sinh, đặc biệt tuyên truyền cho phụ huynh hiểu và tạo điều kiện tốt nhất để con em mình tập trung ôn thi. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các lớp hướng nghiệp để giúp học sinh lựa chọn trường phù hợp với năng lực, tổ chức hướng dẫn cho các em học sinh làm hồ sơ dự thi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn còn nhiều xe quá khổ quá tải hoành hành trên tuyến đường D195, đoạn qua địa phận huyện Kim Động, phải chăng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thời gian qua vẫn chưa đủ cương quyết để khắc phục triệt để tình trạng trên. Đây là hình ảnh vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 3 trên tuyến đường D195 đoạn qua địa phận xã Hùng An. Chỉ chưa đầy 30 phút đã có hàng chục chiếc xe quá tải chở vật liệu xây dựng chạy ngược xuôi trên đường. Hầu hết những xe này đều có điểm xuất phát là bãi khai thác cát ở các xã Vendê như Hùng An, Phú Thịnh và Mai Động. Sau đó, những chiếc xe này đi lên đê để đi về cầu Si sang Khói Châu và trung tâm huyện Kim Động. Khi phát hiện phóng viên đang tác nghiệp, chiếc xe này đã đi lùi một đoạn dài để trở về nơi xuất phát. Ngoài ra, nhiều xe chỉ hoạt động mạnh vào ban đêm và sáng sớm, gọi điện thông báo cho nhau thay đổi lộ trình để né tránh lực lượng chức năng. Các tuyến đường này đa số do Công an huyện Kim Động và Thanh tra Giao thông tỉnh tuần tra kiểm soát xử lý. Song không hiểu vì sao vẫn để cho các loại xe quá khổ, chở quá tải, ngang nhiên hoạt động như vậy. Rất mong trong thời gian tới, huyện Kim Động có những biện pháp quyết liệt ra quân ngăn chặn triệt để những chiếc xe quá tải chạy trên đề. Ngày 18 tháng 3, tại trường phổ thông đoàn thị điểm Eco Park huyện Văn Giang, công ty Toyota Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2015-2016. Bằng hình thức học mà chơi, chơi mà học, đây thực sự là sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh bổ sung, củng cố kiến thức và hình thành kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, với mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình, năm nay chương trình được bổ sung thêm nội dung chia sẻ kinh nghiệm về an toàn giao thông với sự tham gia của cảnh sát giao thông với các em học sinh, các thầy cô giáo nhằm giúp các em có thêm kinh nghiệm bổ ích để tham gia giao thông an toàn. Đồng thời khuyến khích các thầy cô giáo cùng sáng tạo, đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông để tăng tính hấp dẫn và giúp các em dễ tiếp thu những kiến thức về an toàn giao thông. Hiện nay Tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tình trạng các học sinh khối trung học phổ thông đi xe đạp điện, xe máy điện vẫn không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm. Đó là thực trạng đang diễn ra ở nhiều tuyến đường giao thông của thành phố Hưng Yên, nhất là vào đầu và cuối giờ học ở trường. Trong hai tuần gia quân tuyên truyền nhắc nhở xử lý học sinh vi phạm luật giao thông đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng đã nhắc nhở xử lý trên 100 trường hợp học sinh vi phạm. Điều đáng nói, khi được hỏi các em đều cho biết là biết là vi phạm, nhưng lấy hết lý do này, lý do khác để ngụy biện cho hành vi vi phạm của mình. Tại cổng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên, chỉ trong vòng 30 phút trước giờ vào lớp, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhắc nhở tạm giữ hàng chục trường hợp các em học sinh đi xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm. Mỗi khi là cô các cô giáo những mỗi mỗi giờ chào cả thứ hai thì các cô giáo vẫn tuyên truyền là để... Các học sinh đi học phải vẫn là phải đội mũ bảo hiểm, bây giờ đi xe đèo không để không được quá hai người. tại sao em? do ai? em đi học muộn vội vàng nên quên. vâng ạ. À, lần sau em sẽ đội mũ đầy đủ cài qua đi đúng nơi quy định đây đúng là được. có lẽ là thường xuyên rồi nhưng mà đối về vấn đề nhà trường cũng nhận lỗi mà là các em là cái số học sinh nhà trường này là cũng có ý thức nó cũng chưa chưa được cao lắm chấp hành nên nhà trường sẽ gia tăng biện pháp giáo dục cho các cháu tới đây để cho hoàn thiện vấn đề là tục để đảm bảo về luật an toàn giao thông không chỉ ở thành phố Hưng Yên mà tại các huyện vào những giờ tan học không khó để bắt gặp cảnh tượng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ trên khắp các, các tuyến đường của tỉnh nơi có các trường học đóng chân nhiều học sinh đi xe đạp điện xe máy điện không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh bóng trong thời gian qua mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra xử phạt hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của học sinh sinh viên phụ huynh đồng thời kết hợp với nhà trường trong việc gửi thông báo những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng xem ra chỉ được một thời gian song tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông lại tái diễn nguyên nhân chủ yếu là cái số các cháu là học sinh điều khiển xe đạp máy và xe máy điện khi tham gia giao thông luôn nguy hiểm nhưng do độ tuổi của các cháu theo luật thì chưa thể xử lý được nên chúng tôi chỉ chủ yếu là nhắc nhở thế và cũng phối hợp với cả nhà trường và gia đình là tổ chức nhắc nhở các cháu chính vì vậy mà cái, cái tác dụng răn đe nó chưa đạt hiệu quả cao còn đối với những trường hợp mà đạt đủ tuổi quy định mà chúng tôi nhắc nhở mà vẫn còn tái phạm chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ đang có xu hướng gia tăng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có giải pháp thực sự hiệu quả cũng như chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để kìm giữ hạn chế tình trạng trên do đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông bên cạnh những giải pháp chế tài mà ngành chức năng đang làm cùng những hình thức mà...